Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh. Hiện tại mình là founder của Vinh Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ đến với anh chị các bạn một cái cảm nhận sau 25 ngày mình tập trung vào cái việc làm video marketing. Đặc biệt trong 25 ngày này thì mình làm một cái ngách, đó là giúp cho những người bán hải sản online xây dựng được một cái hệ thống bán online hiệu quả hơn. Khi mà những ngày mới bắt đầu làm cái video marketing trong cái chuỗi 28 ngày á, thì trong những cái thử thách đầu tiên á, thì thật sự là mình chỉ biết làm theo các cái chiến lược mà người thầy của mình đưa ra, và mình chỉ biết là hoàn hảo những cái mình chỉ biết hoàn thành những cái video đó thôi. Và thật sự thì sau những cái thử thách như vậy á, thì mình cũng thấy rất là vui. Tuy nhiên cái quá trình mà mình hoàn thành các cái video á, thì nó sẽ giúp cho mình có những cái kỹ năng mới. Ví dụ như có thể tự tin nói chuyện trước cái ống kính này, có thể tự tin quay video mọi lúc mọi nơi, giúp mình có thêm những cái kỹ năng đó là rèn luyện tính kỷ luật. Bởi vì mỗi ngày như vậy mình đều có một video để mà up lên trên kênh YouTube. Đặc biệt á, là nó giúp cho mình có một cái tính kỷ luật cao về cái việc sắp xếp thời gian cũng như công việc. Các bạn biết á, thì ngày nào cũng phải cần có một cái video marketing up lên trên kênh YouTube, ngày nào cũng phải tối ưu video, ngày nào cũng phải biên tập video. Vì vậy cần dành một cái khoảng thời gian để làm cho cái việc này, và nó liên tục như vậy á, trong một cái chuỗi 28 ngày trong một cái chuỗi cũng thời gian là khá dài. Như các bạn biết á, thì một cái thói quen được hình thành khi mà chúng ta trải qua 21 ngày chúng ta làm liên tục một cái gì đó. Thì vừa rồi mình cũng trải qua một cái thử thách là 25 ngày liên tục làm video, nhưng mà đặc biệt á, là mình làm cho cái thị trường là thị trường ngách các bạn. Thì lần này á, thì mình làm một cái ngách, đó là giúp cho những người bán hải sản online xây dựng được một cái hệ thống bán hàng online, giúp cho họ có một cái công việc hiệu quả hơn, giúp họ có nhiều thời gian hơn. Họ không còn buôn buôn bán bán nữa, mà bây giờ họ có một cái hệ thống giúp họ làm marketing, giúp họ chăm sóc khách hàng, giúp họ bán hàng hiệu quả hơn. Đó thì mình có một cái vui á, là khi mà mình tập trung vào cái ngách như vậy á, thì nó sẽ tạo cho mình một cái kết quả rất là lớn. Cái kết quả đó là ví dụ như bây giờ các bạn lên trên YouTube á, các bạn search một cái từ khóa là gì? Các bạn search từ khóa là cách bán hải sản online, hoặc là từ khóa là bán hải sản online, hoặc là kinh doanh hải sản, hoặc là kinh doanh hải sản online, thì hầu như các bạn đều thấy các video của mình phủ trên những cái top đầu trong kết quả tìm kiếm ngay tại thời gian hiện tại bây giờ. Vì vậy thông qua cái việc mà mình làm liên tục như vậy á, thì mình mới phát hiện ra là thì ra khi mà chúng ta đi nghiên sâu về một cái ngách như vậy á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái kết quả hiệu quả hơn so với cái việc là chúng ta làm chung chung. Trước đây thì mình chưa có ngộ ra mình còn làm chung chung, mình chỉ biết là hoàn thành hơn hoàn hảo và ngày nào mình cũng hoàn thành video. Tuy nhiên càng làm thì mình càng ngộ ra chúng ta nên cần đi vào một cái ngách chuyên sâu. Vì vậy nhờ qua nhiều lần thử thách, và đặc biệt sau 25 ngày này nè, thì mình mới ngộ ra cái điều này. Và mình muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình muốn chia sẻ là cảm nhận của mình cho quý anh chị các bạn biết ha. Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó thì chúng ta nên tập trung đúng vào một cái mục tiêu, và chúng ta tập trung vào cái ngách. Bây giờ thì có rất là nhiều người họ làm marketing, có rất là nhiều người họ làm kinh doanh, tuy nhiên không phải ai cũng đang tập trung vào ngách, và chúng ta nên làm cái điều đó. Mình chắc chắn khi mà chúng ta tập trung vào ngách, nó sẽ tạo cho mình một cái kết quả rất là lớn. Ok, đó là một vài cái cảm nhận của mình sau khi mình hoàn thành 25 ngày làm video marketing cho cái ngách là bán hải sản online. Ok, nếu các bạn thấy video này hay, nhớ ủng hộ mình bằng cách đó là like và share và bấm subscribe cho cái kênh YouTube của mình, và chia sẻ cái video này đến cho nhiều người biết hơn. Các bạn nhớ xem thêm các video khác trong cái kênh YouTube của mình, trong đó mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức về digital marketing, về cách xây dựng một cái hệ thống online cho doanh nghiệp. Ok, bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.